Chào các bạn, mình là Nam. Rất vui được gặp lại các bạn trong video của ngày hôm nay. Mấy ngày hôm nay thì mình nhận thấy có rất là nhiều bạn đang quan tâm về việc muốn làm vlog. Một số bạn có đặt cho mình câu hỏi đó là đâu là những phụ kiện cần phải có cho một vlogger? Thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Hiện nay, bạn có thể làm YouTube bằng rất là nhiều thiết bị khác nhau. Có người sẽ dùng điện thoại để quay, có người sẽ sử dụng máy ảnh, một số khác sẽ sử dụng GoPro. Dù cho có dùng thiết bị gì thì quay đi chăng nữa, thì để cho những thước phim của bạn có thể trở nên chỉnh chu hơn, thì bạn cần phải có 4 loại phụ kiện dưới đây. Thứ nhất, đó là một chiếc chân máy. Thứ hai, là một chiếc tay cầm chống rung. Thứ ba, là một em micro ngoài. Và cuối cùng, đó là một chiếc đèn chiếu sáng. Sau đây, mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về các món phụ kiện này nhé. Việc trang bị một cái chân máy sẽ giúp cho bạn có thể quay phim được ở những địa hình không bằng phẳng. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ hỗ trợ cho bạn chụp hình hay là quay phim trong một khoảng thời gian cực kỳ là dài. Và trên thị trường hiện tại có rất là nhiều dòng chân máy khác nhau. Mình khuyến khích các bạn hãy sử dụng chân máy chính hãng để có thể có được hiệu quả tốt nhất và đồng thời có thể sử dụng được lâu dài. Mọi người có thể tham khảo các dòng chân máy hiện có tại HT Camera như là chân máy Bike, Yunten hay là Choppy. Thì hiện tại ở đây trên tay mình là có một em Yunten. Các bạn biết là cảm giác cầm trên tay như nào? Cực kỳ cứng cáp. Mùi tiền đấy. Món phụ kiện tiếp theo mà mình muốn nói đến ở đây chính là một chiếc tay cầm chống rung. Nhắc đến đây, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến một thương hiệu cực kỳ lớn trong dòng tay cầm chống rung. Đó chính là gimbal. Thì tay cầm chống rung chính là một loại phụ kiện quay phim có trục giúp ổn định máy ảnh khi bạn quay phim và chụp hình. Nó cho phép bạn chụp được một số hình ảnh tuyệt vời mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Nó còn giúp bạn tiêu hao được ít năng lượng hơn khi quay phim hay là chụp hình. Đó, tất cả chỉ đều hỗ trợ cho việc quay phim và chụp hình thôi. Nó không thể thay thế bạn hoàn toàn 100% được. Vì vậy đừng ý quá vào nhiều những phụ kiện. Ở HT Camera thì ngoài gimbal, các bạn cũng có thể tham khảo thêm các dòng Fayu. Trên tay mình đang là một em Vlog Pocket. Mình thấy xài em này thì cũng khá là ok, chụp cũng khá là cứng cáp. Khi làm vlog, chắc chắn các bạn sẽ gặp phải tình trạng âm thanh không được tốt vì nhiều tiếng ồn bởi môi trường xung quanh. Để giúp các bạn cải thiện được điều này thì mình nghĩ là các bạn nên trang bị một em micro. Một trợ thủ vô cùng đắc lực này. Chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc rằng là các thiết bị quay phim và chụp hình hiện tại thì đã có tích hợp sẵn những micro rồi, thì tại sao mình lại phải trang bị thêm một em micro nữa ở bên ngoài? Kiểu vậy đúng không? Tuy nhiên, nếu các bạn quay phim bằng những cái thiết bị có tích hợp sẵn micro thì các bạn chỉ có thể quay phim được ở trong phòng kín chẳng hạn, hay là quay phim được ở trong không gian yên tĩnh. Các bạn không thể nào mà đi ra ngoài quay được, bởi vì sẽ có rất là nhiều tạp âm. Và cái khoảng cách thu âm được từ cái thiết bị cho đến vị trí của bạn á, nó sẽ có một cái khoảng cách nhất định và không thể nào mà quá xa được. So với việc mà các bạn có thể trang bị một cái em micro ở bên ngoài, trong khi đó với một chiếc micro ở ngoài thì bạn có thể nhận được những thứ như là âm thanh thu ở chất lượng cao và không bị có nhiều tạp âm. Nó có khả năng lọc âm cực kỳ tốt, âm thanh trong không bị méo tiếng, thu âm ở bất kỳ đâu trong nhà hay là ngoài trời, dễ dàng sử dụng kết nối với các thiết bị khác nhau. Chi phí để sở hữu được một em không quá đắt đỏ, hầu hết là dưới 1 triệu. Hiện tại trên thị trường có rất là nhiều dòng mic khác nhau như là Salamonic, Rode hay là Boya. Đặc biệt là HT Camera vừa mới có được một em Boya mới nhỏ gọn tiện lợi. Trên tay mình đang cầm em ra ngay đây. Mình sẽ có một video để nói riêng về em này cũng như test các tính năng của nó cho các bạn xem. Tiếp sau đây mình sẽ cùng với các bạn đi qua món phụ kiện cuối cùng, đó chính là một chiếc đèn quay phim. Nhiều bạn làm vlog sẽ cho rằng cái món phụ kiện này là không cần thiết, bởi vì các bạn có thể tận dụng được nguồn ánh sáng tự nhiên để có thể quay phim. Tuy nhiên rằng là nguồn ánh sáng tự nhiên không phải lúc nào cũng là nguồn ánh sáng lý tưởng cho việc quay phim đâu nha. Với việc sở hữu một chiếc đèn quay phim, bạn có thể chỉnh cường độ ánh sáng hay là nhiệt độ màu theo ý muốn của mình. Bên cạnh đó, bạn có thể tạo ra được nhiều vùng màu sắc cho các thước phim của mình. Các bạn có thể tham khảo hai dòng đèn hiện có tại HT Camera, đó là chiếc đèn tích hợp cho GoPro
đó là GoPro Zeros Mini và một chiếc LV 100C Pocket Light. Vừa rồi thì chúng ta đã đi qua nhóm 4 phụ kiện cần phải có cho các bạn làm vlog. Các sản phẩm sẽ được mình để link ở phía bên dưới phần mô tả cho các bạn. Nếu như các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì thì cứ để lại comment phía dưới video này, mình sẽ gom lại và làm một video giải đáp cho các bạn. Đừng quên like, share video và subscribe kênh YouTube của HT Camera để theo dõi những video hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.